Còn lý do ấy thì đến giờ em cũng chưa biết. Mình phải biết, mình mới khắc phục được. Mình thấy mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em đẹp quá sao? Mẹ năm nay là 60 mấy rồi, 61, 62. Coi như nhà phải chăm sóc mẹ đúng không? Dạ, mẹ chăm sóc em thôi. Sao vậy? Mẹ lo cho em thôi. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị. Rồi, chào bạn. Chào bạn. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Kim Tính, 30 tuổi. Em là quản lý công ty cho gia đình. Quê mình ở đâu? Em ở Bình Dương. Bình Dương. Là làm việc ở Bình Dương luôn hay là... Dạ, đúng mình... rồi. Công ty ở Bình Dương luôn. Rồi. Chờ mình chờ bạn trai của mình ra nha. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, xin chào anh Nguyễn Linh. Chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Tiến Hồng. Em đến từ Bình Dương và nghề nghiệp của em là nhân viên bảo vệ của một trường học. Nhân bảo vệ hả? Dạ, bảo vệ. Hèn chi nhỏ con quá ha. Làm việc ở đâu bạn? Dạ, em làm việc ở Bình Dương chị. Bình Dương luôn? Dạ. Nhưng mà nhà mình Bình Dương luôn hay dạ, sao? Dạ, nhà em lúc trước ở Bình Phước nhưng mà giờ chuyển về Bình Dương luôn rồi chị. Ủa vậy họ ở Bình Phước là mình làm cái gì? Dạ, hồi em ở Bình Phước em làm đoàn thanh niên xã, phó bí thư xã đoàn chị. Ghê vậy đó. Dạ. Và sao tự nhiên đi về Bình Dương làm bảo vệ? Tại gia đình chuyển về Bình Dương hết đó chị. Vậy là mình cũng ở gần với nhau rồi. Dạ. Nha, mình muốn hỏi bạn trai vậy không? Hay Bình Dương khúc nào coi có gần nhà nhau không? Dù khi hai người quen nhau rồi luôn rồi đó. Nói đùa thôi, thế mình giới thiệu một chút về những cái sở trường của mình. Em hài hước, em thích vui vẻ, em thích kể chuyện cười cho bạn bè nghe làm cho mọi người vui á. Bạn nói cụ thể về công việc của bạn. Dạ, công việc của em thì trực một ngày làm ngày nghỉ. Thức đêm nhiều quá có ảnh hưởng sức khỏe dạ, không? Trường học nên không có thức đêm. Ở chung gia đình hay sao? Có hai mẹ con thôi, còn em gái với có chồng với anh hai có vợ con hết rồi. Rồi lấy vợ về là ở chung với mẹ? Dạ, chắc vậy. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, mẹ năm nay là 60 mấy rồi, 61, 62. Coi như nhà phải chăm sóc mẹ đúng không? Dạ, mẹ chăm sóc em thôi. Sao vậy? Mẹ lo cho em không? Mẹ lo là chưa lấy vợ đúng không? Dạ. Mẹ sợ ế hả? Dạ. Có dắt cô nào về ra mắt mẹ chưa? Một mối thì dắt về rồi. Chứ là dắt về mới một mối thôi. Dạ. Rồi mẹ có đồng ý chưa? Dạ thì mẹ cũng đồng ý nhưng mà cuối cùng cũng không hợp nên tụi em chia tay. Ủa mà nó nghe nè, bây giờ mà hồi đó giờ là mẹ nuôi rồi, bây giờ thí dụ lấy vợ về rồi ai nuôi vợ? Dạ chắc hai vợ chồng nuôi nhau chị. Tưởng đâu nói mẹ nuôi luôn. Dạ. Đấy, bạn nói là bạn làm quản lý trong gia đình đúng không? Dạ. Trước đó bạn có làm công việc gì khác không? Dạ không, em học ra là em làm cho ba mẹ thôi. Cho tới tận bây giờ luôn. Nhưng mà 30 tuổi bạn cũng rất là ok mà không có ai đeo đuổi mình hả? Nguyên nhân tại sao? Lý do ấy thì đến giờ em cũng chưa biết. Mình phải biết mình mới khắc phục được. Mình thấy mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em đẹp quá sao? Nhiều người nói là em đòi hỏi cao quá. Cao là cao như thế nào? Ví dụ em đòi hỏi cái gì? Em thích một người đàn ông thành đạt, biết lo lắng cho gia đình, cưng chiều bạn gái, yêu trẻ con và có hiếu với ba mẹ. Cái đó thì tất cả các người phụ nữ đều mong muốn như vậy. Chị cũng không nghĩ là gì cao hay là quá khó khăn. Nhưng mà những người em gặp có lẽ là không đạt được cái mức độ như vậy. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Em không thích người keo kiệt, không thích người gia trưởng độc tài quá, với lại bất hiếu với ba mẹ. Mình cũng đồng quan điểm với bạn. Anh ơi, im lặng quá vậy? Dạ dạ. Đang nghe. Nhưng vấn đề chỗ bạn nói là những cái tiêu chuẩn bạn đưa ra đó, thành đạt cụ thể như thế nào? Thí dụ người ta thành, ta có công việc ổn định nè, như vậy được gọi là thành đạt chưa? Dạ, hay là thành đạt là phải người giàu muốn có? Muốn cái mức thành đạt là thành đạt như thế nào? Nếu có một vị trí xã hội thì càng tốt. Cũng hơi khó. Tôi được biết rằng anh đang học trung cấp chính trị. Chính trị. Dạ. Đang học trung cấp chính trị đúng không? Dạ không, em học xong rồi. Học xong dạ, rồi. Học xong lâu rồi. Bây giờ là xong cái lớp đó là cái con đường thăng tiến đang tiến lên đấy. Dạ, lúc đó ở trên quê thôi anh, ở Bình Dương người ta đòi hỏi phải đại học trở lên. Thì giờ bạn tiếp tục học được không? Dạ được. Mình đang hướng tới cái điều đó hả? Hướng tới của em thì mới mốt được cho biên chế của trường rồi xong mới đi học tiếp. Đó là một cái nỗ lực trong cuộc sống ha. Bạn muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Về tính tình thì hiểu mình, biết cách giao tiếp với mọi người trong xã hội nữa. Mà biết chăm lo gia đình, biết lo cho ba mẹ, thương ba mẹ rồi thì được rồi, em không đòi hỏi nhiều. Ngoại hình? Em không có quan trọng về vấn đề ngoại hình. Bây giờ là mình phải nói những cái ưu khuyết điểm của mình cho bên kia biết. Dạ, ưu điểm của em thì hòa đồng, nhiệt tình trong công việc, biết lo gia đình, không nhậu nhẹt, quậy phá. Còn khuyết điểm của em hơi nhút nhát, với lại tính tình của em hay tin người anh. Dễ ba phải, ai nói gì cũng tin. Cái này nguy hiểm quá. Bởi vì bạn đang làm bảo vệ. Dạ. Mà bạn nhút nhát, dạ. Hay tin người nữa. Dạ. Lúc trước á, lúc trước. Dạ.
Giờ sao? Giờ thì em là bảo vệ thì nhiều khi tính tình đổi hơn xíu. Đúng rồi, chứ bảo vệ mà tin người dạ. Vô ta lấy hết. Hay là nhút nhát người bảo vệ, nhút nhát người thấy người trốn có tiêu người lấy người bảo vệ. Đúng không? Dạ. Hả? Nhưng mà mọi người nhìn tướng của em thì nhìn cũng sợ chứ anh. Sợ. Anh ơi, nhưng mà bên đây á, nếu mà được á là ngày mai kết hôn luôn cũng được nữa. Thế là anh đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ, mẹ của em cũng hối lắm mà chị ơi. Nếu mà được em cũng muốn kết hôn sớm. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Thì trước khi đi em kêu là mẹ lỡ mà em cưới có gì chuẩn bị gì chưa? Mẹ kêu là có rồi, chuẩn bị hết rồi, sẵn sàng hết rồi. Được là mẹ chịu thôi, mẹ tổ chức hết. Có nghĩa là mẹ sẽ đứng ra tổ chức hết, còn mẹ mà không tổ chức là bạn bó tay. Dạ, chứ tại vì em làm bảo vệ lương cũng thấp lắm chị. Mẹ lương cao? Dạ, mẹ lương cao hơn em. Bạn hôm nay đi mình có người thân ủng hộ mình không? Dạ không. Bạn trai đi có người thân không bạn? Dạ có chị. Mẹ hả? Dạ không, em vợ chồng em gái em chị. À, đâu vợ chồng em gái? Dạ đang bằng áo cam với áo xanh. Em ở nhà em thấy mẹ chuẩn bị gì rồi? Dạ đầy đủ hết đó chị. Đầy đủ cái thí dụ gì em nói chị nghe thử. Dạ của hồi môn gì là có hết. Nhà cửa hay đất đai, tiền bạc hay vàng? Dạ có luôn. Có luôn. Chắc hôm nha. Thấy chị vẫn được không? Dạ em thì thấy được nhưng mà không biết chị có chịu anh em thôi. Ủa sao vậy? Anh của em bị gì hả? Tại vì em thấy những điều kiện của anh em thì thấp hơn điều kiện của chị. Mình chỉ đặt cái tiêu chí thôi. Nhưng có thể ta yêu nhau thì hình như tất cả mọi thứ đều xóa tan hết. Không lo điều đó. Nhưng mà hồi nãy em nói của hồi môn là cái gì em biết không? Dạ không luôn. Có mình mẹ em biết à? Dạ. Rồi cảm ơn em. Bây giờ nếu mà về ngoại hình á thì em có không thích cái điểm nào ở người đàn ông không? Em không cần đẹp trai, có duyên là được rồi. Cái duyên này nó khó lắm, cái phạm trù nó rộng lắm. Nhìn người có duyên khác với người vô duyên. Nhiều khi tôi thấy có duyên mà cô thấy vô duyên. Rồi tôi thấy cô vô duyên, cô thấy có duyên, sao tôi biết được. Chị sao em chào vậy? Chào chị. Hơi duyên duyên. Cười cái thấy nửa duyên. Gãi gãi hết duyên. Gì vậy, gì bẻ tay bẻ chân vậy? Thấy chị em hồi hộp quá, run quá. Sao hồi hộp? Mới thấy tôi mà hồi hộp mà lát thấy bạn gái này còn sao? Nó nghe nè. Dạ. Bây giờ mình phải tự lập chứ không lẽ mình cứ nhờ mẹ hoài. Dạ thì cũng cố gắng vậy. Cố gắng bao lâu nữa? Gì vậy, muốn khóc hả? Đâu có đâu chị. Chứ làm sao? Tại em cũng mới về Bình Dương á. Mà giờ có hai mẹ con cho nên phải ở với mẹ. Vẫn còn trong vòng bí ẩn. Trời ơi, khổ quá. Nhưng mà cái điều kiện đặt ra đó, anh vẫn có băn khoăn cái điều này nè. Là thành đạt, mình nếu có vị trí trong xã hội càng tốt. Ai cũng mong muốn. Nếu như một cái anh chàng làm bảo vệ, có công việc ổn định, gia đình cũng ổn định, kinh tế cũng ổn định, ảnh thương yêu vợ con hết mực, vậy thì tốt quá rồi. Có thành đạt hay không? Đối với ảnh nhiều khi như vậy là thành đạt, đối với em thì chưa. Đối với em là chưa, cái điều khoản này hơi căng. 30 tuổi. Em đừng có nhấn tôi 30 tuổi, người ta vẫn còn trẻ đẹp thế này mà. Nhưng mà thay vì tuổi này là có con có cái rồi. Không sao, phụ nữ hiện đại là 30 tuổi không là vấn đề gì hết. Người ta tới 60, 70 tuổi người ta mới lấy chồng mà, có gì đâu. Chuyện bình thường. Ha. Dạ. Nói chung là do em thuyết phục thôi. Dạ. Ha. Em không thích gì mà người vợ em đối xử với em sau này? Em không thích người vợ mà cứ chê bai chồng. Đánh đập bàn nhẫn chồng. Dạ không, chê bai chồng coi mình là mà về mặt gì cũng nói là chồng thua kém mình, em sợ cái đó thôi. Thì sợ mình phải cố gắng lên chứ giờ sao, không lẽ giờ mình làm lương thấp bắt vợ mình làm lương thấp? Dạ không chị. Ý anh không phải như vậy, tôi dạ. Biết ý ảnh. Tức là vợ làm lương cao gì cũng không biết. Nhưng về nhà thì vợ chồng hòa thuận nhau. Đừng có nghĩ mình làm lương cao cũng nói gì nói. Dạ đúng chửi rồi. Chửi mắng đánh đập. Đúng rồi anh. Phải không? Dạ nói đúng. Anh có nghĩ một cái con đường kinh doanh sau này không? Dạ em có hướng đó anh. Hướng làm gì? Dạ có hai hướng. Một hướng là định mở tiệm photocopy ngay Đại học Thủ Dương một Bình Dương á. Là nhà gần đó hả? Dạ gần đó. Trời ơi ngon quá rồi. Nhưng mà khổ nổi là cái hướng của anh hai hướng cho em khác nữa. Hướng anh hai hướng gì? Anh hai hướng cho em là cái miếng rẫy ở trên quê á. Là của em thì bán cho em để về Bình Dương mở nhà trọ cho em. Trời ơi quá tốt. Khoan xíu, của em bán cho em là sao? Dạ có nghĩa là cái phần của em hưởng á thì bán đi rồi về mua cho em xây nhà trọ cho em quản lý. Được rồi, rẫy lớn không? Dạ cũng ít. Nhiều? Mấy mẫu à? Mấy mẫu? Ngon lành, xin lỗi rồi nha. Mấy mẫu nha. Mấy
Bây giờ không chịu nói. Trời ơi, nhổ râu. Kéo màn lên. Mình phải thoải mái lên. Giờ có máy mẫu rồi. Bây giờ không nói cái vụ đó. 3, 2, 1. Mạnh dạn lên. Có tôi sau lưng. Kêu tôi dạy công thôi. Chào em anh. Ở Bình Dương em ở khúc nào em? Ở gần với là Tân Vạn. Rồi em làm ở đâu? Công ty cũng ở Bình Dương. Anh ở chung với mẹ hả? Đang thì bây giờ mẹ, anh hai với em gái có chồng có vợ hết rồi. Anh có mình mẹ, anh phải ở với mẹ chứ. Mẹ anh sao mà vừa nói tới mẹ rồi anh với em gái đều khóc vậy? Không thì không có, tại thương mẹ thôi. Mẹ lo cho anh em từ nhỏ giờ à. Nói tới mẹ thương mẹ. Những người mà thương mẹ thì ai cũng thương hết trơn á. Tình cảm lắm. Không, cô này thích, hồi nãy cô nói cô ghét người bất hiếu. Em 30 tuổi là em sinh năm... 86. 86, anh 85. Em có gì hỏi anh không? Khai nữa đi, ngoài mấy mẫu đó là còn chỗ nào nữa khai luôn đi. Dạ hết rồi chị. Nhá hàng vậy thôi. Em không có yêu tiền của ai hết. Mà ở đây mình nói là về cái cơ sở vật chất để đủ cơ hội lấy vợ thôi. Chứ không phải lấy rẫy ra khoe. Anh cũng không khoe của mà anh cũng không có tiêu tiền của người của một bạn gái hay người yêu gì đâu. À. Em cảm nhận về anh sao? Thấy anh mập quá hay sao? Anh dễ thương, thật thà. Anh thật thà lắm. Anh là người cũng biết chăm lo gia đình lắm. Làm việc nhà đồ anh cũng siêng lắm. Nếu mà em... Nhìn ông kia chi? Tao hỏi nhắc gì quên nữa. Tắm rửa giặt giũ rồi lau nhà quét dọn bảo vệ em gì đó suốt cuộc đời. Ô xin suốt cuộc đời cho em. Thí dụ vậy nói đi. Trong tình yêu thì anh thật thà lắm. Nếu mà em đồng ý thì anh sẽ bảo vệ cho em suốt đời. Dạ. Hay vậy. Anh nữa. Câu này của anh hay của tôi? Của em. Ừ. Hết thời gian. Duyên tới không tới tùy nó. Suy nghĩ thật kỹ ha, và quyết định có hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Rất tiếc là bạn nữ không bấm. Dạ. Cũng không sao cả. Dạ, không sao. Mỗi người một quan điểm. Dạ. Nhưng mà lý do bạn có thể nói chút xíu về tại sao mình không bấm. Dạ anh dễ thương, ảnh thiệt thà đó. Nhưng mà em thì quan trọng cái nhìn đầu tiên. Cái nhìn đầu tiên không thích này không thích. Nhưng mà anh cũng đừng buồn. Tại vì mình không dành cho người này thì mình dành cho người khác vậy thôi. Đúng vậy. Dạ. Điểm rất rõ ràng, không sao cả. Dạ. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ tìm được người yêu. Dạ. Đúng ý mình. Dạ. Và bạn gái cũng vậy. Và thay mặt cho chương trình gửi tặng